Xin chào bạn đã cùng quay trở lại với tập số 03 của loạt video về AI, trí thông minh nhân tạo và ứng dụng của AI vào lĩnh vực vẽ điện tử và thiết kế nữa. Mỗi một tập thì Lim Jim sẽ cố được ra những cái tính chất quan trọng của một con AI nào đó để cùng hướng dẫn các bạn chúng ta áp dụng vào thực tế. Và ngày hôm nay, Lim Jim sẽ giới thiệu cho các bạn một trong những cái ứng dụng đình đám nhất của thời điểm hiện tại. Và mình nghĩ rằng nó sẽ còn phát huy khả năng của nó trong tương lai nữa, đó chính là ứng dụng Mid Journey. Cái ứng dụng này thì không còn lạ lẫm gì trong kể cả giới designer và dân không chuyên, bởi vì cái tính chất rất là dễ sử dụng của nó. Vậy thì liệu chúng ta là những người designer, là những người vẽ minh họa, vẽ điện tử, chúng ta có những cái lợi thế cạnh tranh nhất định thì chúng ta sẽ có thể ứng dụng gì vào cái con AI này? Vậy thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi nội dung của video ngày hôm nay liên quan đến Mid Journey. AI vừa là thiên thần, vừa là ác quỷ, hoàn toàn phụ thuộc vào cách các bạn sử dụng AI. Nó có thể giúp cho công việc của bạn nâng cấp lên một tầm cao mới hoặc hủy diệt chính công việc của các bạn, tùy thuộc vào cách các bạn đang sử dụng AI. Hãy sử dụng AI một cách có kiểm soát và không ngừng nâng cao kỹ năng cá nhân thông qua luyện tập và thực hành. Rồi, và trước khi chúng ta vào với những cái ứng dụng rất là cụ thể mà Lim Jim sẽ hướng dẫn cho các bạn ở trong phần tiếp theo, thì mình sẽ giới thiệu sơ qua để các bạn, đặc biệt là những bạn mới hoàn toàn đó, biết Mid Journey nó là gì và một vài những cái sai lầm rất là cơ bản mà các bạn đang nghĩ và thần thánh hóa cái con AI này. Thì đầu tiên, Mid Journey là một cái ứng dụng text to image. Các bạn tạm hiểu rằng là nó sẽ dùng những cái từ khóa, những cái gợi ý mà sau này gọi là prompts của các bạn. Tức là các bạn gõ một loạt những cái từ khóa liên quan, và sau đó cái con AI này nó sẽ hình tượng hóa những cái từ khóa này để nó tái tạo ra cái hình ảnh. Thì đấy là text to image. Thứ hai thì mình xin được khẳng định với các bạn rằng là mình thấy có quá là nhiều những cái video chia sẻ rằng là chúng ta sẽ kiếm được 2.000 đô, 3.000 đô, thậm chí là 10.000 đô một tháng với ứng dụng của AI này, ra rất là nhiều thứ bla bla. Thì mình khẳng định với các bạn, với tư cách là một người làm nghề, thì mình nghĩ rằng bất cứ một cái ứng dụng nào đấy, nó vẫn phải cần cái thời gian và cái sự cố gắng nhất định của người sử dụng nó. Mình có thể ghi cái tiêu đề để như vậy để có thể câu view cho các bạn, nhưng mà mình không làm được. Thì các bạn hãy nên dành những thời gian để chúng ta trải nghiệm nó thật sự là sâu, nỗ lực của bản thân nữa, và trên hết là cải thiện cái kỹ năng của bản thân trước khi chúng ta nghĩ đến việc là gia tăng thu nhập từ những cái nền tảng thứ ba các bạn nhá. Rồi, và cuối cùng ở phần này đó thì mình sẽ cho các bạn một cái mẹo để chúng ta nhìn thấy cái khả năng tiềm ẩn để chúng ta có thể ứng dụng AI như là những cái người trong nghề các bạn nhé. Thì các bạn có thể nhìn thấy trên màn hình, khi mà mình lướt qua cái news feed của cái con Mid Journey này, các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta đếm sơ sơ sẽ thấy 75% những cái bức ảnh render là những bức ảnh của phụ nữ, những cô gái render theo cái lối tả thực. Thì con số này nói lên đó là hầu hết những người đang sử dụng Mid Journey với cái mục đích là chủ yếu là giải trí. Nếu nói một cách thực tế đó, thì các bạn có thể nhìn nhận rằng là phần lớn những người dùng Mid Journey hiện tại đang cố gắng dùng nó với những cái mục đích nó rất là đời thường và giải trí. Ví dụ như là render bức hình một cô gái nào đó xinh xắn chỉ để ngắm thôi, hoặc là một thứ gì đó nó trần tục hơn, đúng không ạ? Thế thì với những người như chúng ta là những người làm designers, thì các bạn có thể dễ dàng thấy rằng là nếu như chúng ta đi theo số đông thì gần như không có cách nào để chúng ta chiến thắng cái con AI này. Bởi vì các bạn thấy rằng những cái phong cách của nó, rồi là những cái cách vẽ của nó thực sự rất là tuyệt vời, và gần như không có khả năng mà con người có thể cạnh tranh được với nó. Vậy thì cái cách mà để chúng ta ứng dụng nó giống như là một người designer thì không có cách nào khác, đó là chúng ta phải đi vào những cái thị trường ngách để đào sâu, làm cho cái con AI này nó phục vụ mình bằng cách là vẽ ra những cái phong cách mà ít người sử dụng, và nó có tính ứng dụng trên những cái nền tảng để giúp cho chúng ta có thể bán được những sản phẩm của mình, từ đó gia tăng nguồn thu nhập. Rồi, bây giờ thì Lim Jim sẽ dẫn các bạn vào luôn giới thiệu cái cách sử dụng cơ bản của cái con Mid Journey này, và chúng ta sẽ cùng theo dõi xem nó sẽ làm được những thứ gì nhá. Rồi, và bây giờ thì Lim Jim sẽ hướng dẫn các bạn cái cấu trúc của prompts hiệu quả theo quan điểm của mình, và prompt là gì. Thì đầu tiên các bạn hãy đưa ra một cái đề bài bằng tiếng Việt đi cho nó dễ hình dung. Thì ví dụ như chúng ta muốn vẽ một chú bé này cùng một chú voi bước vào một cái khu rừng ngập nắng, thì cái cấu trúc lệnh mà mình hay thường dùng ấy đó là gì ạ? Phong cách vẽ này cộng với dòng gợi ý chi tiết, cộng với cả họa sĩ tham khảo và mô tả chi tiết, cũng như là tỷ lệ ảnh. Bây giờ chúng ta hãy thử giải thích nó dưới dạng là một cái prompt bằng tiếng Việt nhé.
Thì ví dụ chúng ta sẽ viết như sau: một bức vẽ hoạt hình về một cậu bé cùng một chú voi bước vào một khu rừng nhiệt đới ngập nắng, tham khảo phong cách của họa sĩ Makoto Shinkai, tỷ lệ là 16:9 và vẽ rối thôi. Thế thì các bạn sẽ nhận thấy rằng là cái mục bôi đỏ sẽ là một cái phong cách vẽ, cái dòng gợi ý chi tiết sẽ là cái dòng màu xanh, và cuối cùng là chúng ta sẽ mô tả chi tiết hơn, thậm chí là về tỷ lệ ảnh và họa sĩ tham khảo, đúng không ạ? Rồi bây giờ chúng ta hãy chuyển thể nó sang tiếng Anh dưới dạng rất là đơn giản như sau. Ví dụ: A modern painting of a little boy walks along with a baby elephant into a tropical forest under the sunlight shining in the style of Makoto Shinkai and blah blah blah. Đấy, thì các bạn sẽ thấy rằng là các bạn không biết tiếng Anh cũng không sao, chúng ta có thể dùng Google dịch hoặc là ChatGPT. Rồi và bây giờ thì để thấy được hiệu quả của cái prompt cũng như là cái cấu trúc mà mình đang sử dụng ấy, thì mình sẽ render thử cho bạn ba cái bức tranh. Bức tranh đầu tiên mình sẽ không nêu ra cái phong cách vẽ, tức là mình bỏ qua cái giai đoạn ban đầu nhá. Mình sẽ chỉ viết là a little boy walks along blah blah blah. Rồi các bạn nhập cái dòng lệnh đó là search, tức là chúng ta gạch chéo đó là image. Các bạn có thể nhìn thấy cái dòng lệnh xuất hiện trên màn hình để chúng ta khởi động cái lệnh và nhập prompt bắt đầu cho con Midjourney là nó vẽ. Thì đây là cái bức tranh mà bức ảnh thì đúng hơn, mình render nó theo cái câu lệnh vừa rồi. Bây giờ mình sẽ thêm thử cái theo cái công thức chuẩn của mình nhá. Bây giờ các bạn nhìn thấy là trong cấu trúc lệnh của chúng ta đã có sử dụng cái phong cách vẽ đó là a modern painting, đúng không? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ viết thêm ví dụ như cái phong cách vẽ nó chi tiết hơn, ví dụ như là cartoon digital painting. Đó, thì hai cái lệnh này xem thử cái con Midjourney nó sẽ làm việc như thế nào. Lát sau đây thì nó có một vài những cái thủ thuật nhỏ nữa các bạn cần phải để ý khi mà chúng ta setting, chúng ta cài đặt cái con Midjourney để nó vẽ theo cái phong cách hoạt hình của chúng ta nó hiệu quả hơn. Các bạn yên tâm, sang phần thứ hai mình sẽ hướng dẫn các bạn rất là chi tiết. Rồi, ở đây các bạn có thể phóng to ra, chúng ta xem thử cái sự khác biệt để các bạn thấy được rằng cái cấu trúc lệnh của LimeJim ấy mình đang dùng nó sẽ có sự hiệu quả như thế nào. Thì các bạn sẽ thấy rằng đây, khi mà mình nó cho nó hoạt động và nó vẽ theo cái phong cách của họa sĩ mà mình yêu thích ấy, đó là Makoto Shinkai, thì các bạn sẽ thấy rằng là đấy, cái bức tranh của chúng ta nó đã hoạt hình hơn rất là nhiều so với cái bức tranh ban đầu rồi, đúng không? Khi mà chúng ta thêm cái cấu trúc đó là gì ạ? Cái dòng phong cách vẽ thì nó sẽ giúp cho cái con Midjourney này nó hiểu sâu hơn về thứ mà nó phải làm để phục vụ cho chúng ta, chứ không phải là nó render một cách ngẫu nhiên theo thế mạnh của nó, đúng không ạ? Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng vào luôn cái phần 2 hay hơn rất là nhiều, đó là định hướng cái phong cách và cái cách để chúng ta render làm sao cho nó chi tiết và đúng hơn nữa với cái mục tiêu sử dụng của chúng ta. Rồi và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cái câu lệnh hiệu quả cho các bạn sử dụng với mục đích là vẽ nhân vật và vẽ cảnh các bạn nhé. Trước tiên thì chúng ta phải làm quen một chút về cái settings của con Midjourney này. Các bạn tham khảo cái settings của mình sao cho nó hiệu quả nhé. Ở đây chúng ta đang là cái phiên bản mới nhất là 5.2, nhưng mà không phải cái phiên bản 5.2 này là cái phiên bản sẽ hiệu quả cho bất cứ một cái phong cách nào. Mình nghiên cứu rằng là với những cái phong cách về hoạt hình chibi thì các bạn nên sử dụng những phong cách ví dụ như là Niji version 5. Cái phong cách này nó giúp cho cái con Midjourney nó hiểu và nó render ra những cái bức tranh nó sát nhất với cái phong cách mà chúng ta mong muốn. Và các bạn tham khảo thêm ví dụ như là Stylize Very High này và High Variation Mode, thì các bạn bật những cái tính năng giống như là mình đang để trên màn hình này để nó hiệu quả nhất các bạn nhé. Rồi, đầu tiên thì LimeJim sẽ hướng dẫn các bạn viết những cái câu lệnh hiệu quả cho Character Design, tức là phát triển nhân vật. Ở đây chúng ta có thể viết một cái dòng lệnh sau đây. Nhắc lại với các bạn là ở trong Midjourney ấy thì điều quan trọng không phải là vẽ đẹp, nó vẽ chắc chắn sẽ đẹp, mà là đúng phong cách của chúng ta. Đúng phong cách sẽ khó hơn vẽ đẹp rất là nhiều trên Midjourney và một vài những cái trang tương tự các bạn nhá. Và với cái dòng tranh mà vẽ trên Midjourney này theo quan điểm của mình nó không phải là tốt nhất, nhưng mà nó rất là thân thiện và dễ dùng, nên là đây là cái mục đầu tiên mà mình hướng dẫn trước. Ở đây chúng ta trở lại với một câu lệnh, ví dụ như là các bạn còn nhớ câu lệnh cũ không? Đó là chúng ta ví dụ như chúng ta vẽ một cái nhân vật thuộc phong cách Pixar, là một cái phong cách của một cái hãng phim mà mình rất là thích. Thì câu lệnh các bạn nhìn thấy ở trên màn hình đó là chúng ta vẽ một cái nhân vật cartoon character để nó hiểu rằng đây là phong cách cartoon character, đúng không? Rồi chúng ta vẽ một cái nhân vật là một cậu bé đang với một cái gương mặt giận dữ này, thuộc phong cách Pixar. Ở đây chúng ta chỉ cho nó vẽ đó là black and white, là ảnh đen trắng thôi. Tại sao lại thế thì lát sau mình sẽ giải thích cho các bạn. Không có màu, đường line thì tức là cái đường line art của chúng ta nó vẽ được rõ nét để chúng ta dễ nhìn, đúng không? Và chúng ta để cái nền trắng background, empty background, để nó sau này chúng ta dễ dàng sử dụng nó với mục đích là tham khảo chứ không phải là copy các bạn nhá. Thì ở đây
Các bạn nhìn thấy là sau ít phút ấy, thì nó sẽ render ra chúng ta những cái ảnh như này. Nhìn thấy đẹp không ạ? Các bạn thấy rằng nó rất là đẹp với những cái phong cách của một cái cậu bé. Gương mặt thì hơi cáu một chút và nó cho chúng ta một vài cái sự lựa chọn về phong cách nha. Đó, các bạn thấy không? Rất là đẹp. Thì với phần này, nếu như các bạn thích cái tranh nào hơn cả đó thì các bạn có thể kích vào cái nút đó là Upscale. Nó viết tắt là phím U. Từ trái qua phải đó là 1, 2 và xuống dưới là 3, 4. Thì các bạn thích một trong bốn cái phương án của Midjourney nó render ra đó thì các bạn chỉ đơn giản là ấn vào cái nút U1 đến U4 ấy, là nó sẽ upscale, tức là nó sẽ phóng to cho các bạn cái bức tranh đó lên. Bây giờ chúng ta sẽ thử một cái phong cách khác. Ở đây thì mình sẽ định hướng cho các bạn thử với ba cái phong cách, đó là phong cách cartoon, phong cách manga và phong cách chibi, xem con Midjourney là nó vẽ như thế nào. Và bên cạnh đó thì chúng ta thêm những yếu tố về tính chất cụ thể hơn về cái phong cách vẽ, ví dụ như là modern, tức là nó hình dung ra những cái phong cách nó hiện đại các bạn nhé. Ngược lại với modern là classic thì cổ điển hơn, hoặc là old, new. Đó thì các bạn sử dụng những cái dạng này khi mà các bạn render kết hợp ấy, thì nó sẽ cho ra cái kết quả nó sát nhất với cái kỳ vọng của các bạn về một cái phong cách. Nếu như các bạn thấy rằng những cái phần này của mình hướng dẫn hơi nhanh ấy, thì mình đã để một cái file mà mình đã viết ra liệt kê những cái phong cách mà các bạn nên theo về character cũng như là environment ấy, ở một cái file rất là đơn giản, đó là file Word phía dưới ở phần mô tả. Các bạn có thể download cái file đó về để các bạn thử với cá nhân mình thì nó sẽ hiệu quả hơn các bạn nhé. Rồi cái dòng lệnh thứ hai mà chúng ta viết thêm đó là dòng lệnh về classic manga. Các bạn sẽ giữ nguyên những cái phần giải thích, tức là cái phần prompt chi tiết phía đằng sau. Chúng ta chỉ thay đổi cái đề mục phía ban đầu thôi. Ở đây mình sẽ đưa ra đó là cái phong cách manga cổ điển một chút. Thì mình ghi là classic manga character. Đó. Các bạn sẽ xem thử rằng nó sẽ render ra như thế nào. Các bạn có thắc mắc tại sao mình lại vẽ được ra nhiều những cái nhân vật sát sát như này mà không phải là một đâu? Nó nằm ở cái keyword mà mình đang viết ở phía bên trên này này. Đó là gì ạ? Multiple poses. Chúng ta sẽ làm cho cái con Midjourney này nó vẽ ra nhiều những cái kiểu dáng, những cái chế độ vận động khác nhau trong cùng một cái sự lựa chọn này để chúng ta tham khảo nhé. Nếu như các bạn không ưng với cái render 4 ảnh của nó đấy thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng cái cấu trúc lệnh đó là refresh. Nó có cái nút đó là mũi tên ở đây. Các bạn click vào đó thì các bạn sẽ thấy rằng là nó sẽ render ra trở lại 4 cái phương án khác cho các bạn. Cái việc mà chúng ta phải render nhiều lần ấy là cái chuyện hết sức bình thường khi mà sử dụng Midjourney và những cái con AI khác các bạn nhé. Ở đây thì mình cho nó render lại thì các bạn sẽ thấy rằng là nó sẽ ra cho chúng ta rất là nhiều những option và hoàn toàn mới cái phong cách cũng thế, giúp cho các bạn có thêm nhiều những sự lựa chọn để chúng ta tham khảo các bạn ha. Và như vậy là chúng ta đã có thêm một cái sự lựa chọn nữa. Tổng hợp lại là sẽ có rất là nhiều những sự lựa chọn từ những cái lần render này và chúng ta chỉ việc chọn ra một cái nhân vật ấy mà chúng ta yêu thích mà thôi. Trong tất cả những cái nhân vật này nó phù hợp với cái bối cảnh trong đầu của chúng ta. Ví dụ trường hợp ở đây đó là tại sao mình dùng cái cấu trúc lệnh này. Đó là vì mình muốn vẽ một cái ý tưởng cho khách hàng, chẳng hạn như là một cái cậu bé nhỏ đang đi vào trong khu rừng ấy, với một cái gương mặt hơi sợ hãi một chút và một cái khu rừng thì khá là tối. Nhưng ví dụ như mình biết rằng cái kỹ năng vẽ background của mình ấy là tương đối ổn và mình có phong cách sẵn rồi, nên là mình chỉ tham khảo cái cách để mà họ vẽ character design mà thôi. Thì đây là một trong những cái cách để các bạn có thể làm và tham khảo và giúp nó ứng dụng vào cái công việc thực tế của mình. Ví dụ các bạn nhìn thấy trên màn hình bây giờ, với cái phong cách này thì mình sẽ lấy nhân vật và chúng ta vẽ lại một cái bức tranh hoàn thiện như thế nào các bạn nhé. Rồi và bây giờ thì sang mục thứ hai, mình sẽ hướng dẫn các bạn viết những câu lệnh hiệu quả đối với những bạn quan tâm đến vẽ cảnh quan và environment concept art chẳng hạn như vậy. Thì ở đây các bạn có thể nhớ rằng là cái việc làm việc với Midjourney đơn giản là làm sao cho nó hiểu được những cái câu lệnh của chúng ta mà thôi. Vậy thì cái kỹ thuật ở đây không phải là kỹ thuật vẽ mà là cái kỹ thuật giúp cho Midjourney hiểu được những câu lệnh này bằng những cái từ khóa đơn giản, chính xác và đúng với cái ý tưởng của chúng ta, đúng không? Thì ở đây mình sẽ cung cấp cho các bạn thêm một vài những cái keywords, những cái từ khóa hiệu quả nữa, và nó vẫn có trong cái trang sheet mà các bạn có thể download ở trong phần mô tả của video này để các bạn thử làm cho bản thân mình nhá. Rồi ở đây thì mình cung cấp cho các bạn một vài những từ khóa sau đây, ví dụ như là concept art,
Đó, thì nó sẽ giúp cho các bạn vẽ ra những cái bài vẽ rất là đẹp và nó không quá là chi tiết, cầu kỳ, nó giống như những cái phong cách mà mình đang theo đuổi. Một cái lưu ý nữa đó là các bạn đừng cố bắt nó vẽ những cái bức hình mà nó đẹp hơn với những cái phong cách mà các bạn đang sử dụng. Đặc biệt là các bạn lạm dụng nó quá để vẽ ra những cái background quá đẹp, trong khi các bạn không thể với tới được những cái phong cách như thế, với tới được những cái kỹ năng như thế thì nó sẽ phản tác dụng các bạn nhá. Thì ở đây mình có thể thử bảo Midjourney nó vẽ cho mình một cái cánh đồng lúa vàng của Việt Nam theo phong cách vẽ đó là concept art, xem nó sẽ như thế nào. Thì phong cách vẽ đó là concept art ở đây, và phía trước ấy thì mình thêm một cái từ khóa nó khá là hiệu quả mình hay dùng, đó là rough. Cái từ này tiếng Anh có nghĩa là dối, có nghĩa là nó không quá chi tiết ấy. Thì khi các bạn thêm từ này vào thì Midjourney nó sẽ hiểu rằng là chúng ta không muốn vẽ cái kết quả của chúng ta nó quá là đẹp. Tức là chúng ta phải hạn chế, còn Midjourney này nó vẽ quá đẹp các bạn nhá. Khi mà các bạn vẽ về nhân vật hoặc vẽ về concept art thì các bạn hãy nên nằm lòng mình một vài những cái người họa sĩ mà các bạn yêu thích trong cái lĩnh vực đấy. Ví dụ như là Makoto Shinkai như mình viết bên trên ấy. Đó, thì các bạn bằng cái việc là gợi ý những cái họa sĩ danh tiếng vào đây thì nó cũng giúp cho cái bài vẽ của chúng ta sát với cái phong cách của mình đang hướng tới hơn. Và trong phần này mình cũng cung cấp cho các bạn một vài những cái câu, một vài những cái keyword hiệu quả. Đầu tiên đó là concept art rồi, thì chúng ta có thêm environment art, chúng ta có thêm Ghibli scene, chúng ta có thêm Miyazaki Hayao. Đây là một trong những họa sĩ đỉnh cao khi mà vẽ tranh Ghibli, các bạn có thể tham khảo phong cách của ông ấy các bạn nhé. Thì từ đây các bạn chỉ cần thay những cái phần này vào cái mục đầu tiên của cấu trúc lệnh của chúng ta để chúng ta cho ra đời những cái bài vẽ theo đúng cái phong cách và trật tự của mình, đúng không? Rồi, và bài vẽ của chúng ta đã render xong, các bạn nhìn này, nó vẽ một cánh đồng lúa. Đó, mình đã hạn chế cái cách vẽ của nó sao cho nó đỡ đẹp hơn mà nó vẫn vẽ đẹp các bạn ạ. Các bạn nhìn thấy nó vẫn ở đâu đó nằm ngoài cái phong cách mà mình đang hướng tới hoặc là cái kỹ năng của mình chẳng hạn. Thì lúc này là lúc mà chúng ta cần phải ngồi lại, chúng ta hãy nhớ rằng nó đang over với phong cách của mình, nó over với cái kỹ năng của mình nữa, để chúng ta bắt nó vẽ lại sao cho nó phù hợp hơn và nó đơn giản hơn các bạn nhé. Thì chúng ta có thể refresh nó bằng cách là thêm những cái từ khóa ví dụ như là more simple, hay là bảo nó vẽ những cái tranh đơn giản hơn. Bây giờ chúng ta sẽ sang câu lệnh thứ hai để test cho các bạn này, đó là environment painting, đúng không? Và chúng ta sẽ giữ nguyên cái câu lệnh phía sau nhé. Và đây chính là kết quả của các bạn này, các bạn thấy rằng cái kết quả vẫn rất là đẹp, đúng không ạ? Rồi, cái bức tranh thứ tư này mình khá là thích cái chất của nó đang tạo ra ở đây, và nó gần tựa với những thứ mà mình đang muốn vẽ rồi đó. Ở đây thì mình refresh cái lệnh này và bảo cái con Midjourney này nó vẽ cho mình cái bài vẽ sao cho nó đơn giản hơn. Các bạn nhớ rằng cái câu lệnh này nó chỉ làm việc đúng với cái hệ đó là NG5 ở phần setting đầu tiên đó. Nếu như các bạn chọn dạng như là 5.2 của Midjourney hiện tại đó thì nó sẽ ra rất là nhiều những thứ gần giống với cái tranh tả thực các bạn nhé. Rồi, và bằng cái cách này thì các bạn có thể vẽ thêm những cái bức tranh theo ý của mình, giữ nguyên cái dòng lệnh và chúng ta test thử ví dụ như là Ghibli scene hoặc là manga scenes chẳng hạn như vậy, anime scenes. Đó, có rất là nhiều câu lệnh mà các bạn có thể thấy ở đây. Thì với cái kết quả như này các bạn sẽ thấy nó cho ra rất là nhiều những cái dòng tranh với những cái phong cách nó hơi khác nhau một chút. Và điều duy nhất bây giờ các bạn phải làm đó là chọn ra một cái dòng tranh yêu thích để chúng ta từ đó chúng ta có một cái từ khóa hiệu quả cho những lần làm việc sau với Midjourney. Các bạn hình dung ra chưa ạ? Thì tin vui cho các bạn là trong phần tiếp theo đó mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái cách thậm chí còn dễ dàng hơn để làm việc với Midjourney và nó vẫn đưa ra cái kết quả rất là chính xác các bạn nhé. Rồi, chúng ta sẽ cùng vào ngay với phần thứ ba của video ngày hôm nay. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với một cái bài toán, đó là giả sử như chúng ta có một cái tưởng tượng về một hình nhân vật, hoặc chúng ta có tìm thấy một hình nhân vật đâu đó mà chúng ta rất là thích cái phong cách đó, chúng ta muốn vẽ lại nhưng không biết tả làm sao cho con Midjourney nó hiểu, thì đây chính là cái cách mà các bạn có thể làm. Thì các bạn sẽ vào cái Discord của Midjourney, các bạn gõ một cái lệnh có tên là Describe. Đây là cái lệnh nó có tên là mô tả, tức là có chức năng mô tả thì đúng hơn. Bây giờ thì các bạn sẽ kéo thả cái ảnh của chúng ta vào. Đó, thì khi các bạn ấn Enter nó sẽ cho các bạn bốn cái kết quả mà tự con Midjourney này nó đọc cái bức tranh kia và nó dịch ra cái ngôn ngữ của Midjourney. Các bạn thấy nó hay không ạ? Và bây giờ thì các bạn sẽ thấy rằng là đó, nó sẽ cho chúng ta nhiều những cái kết quả, những cái gợi ý, kể cả những cái phong cách hoặc là những cái họa sĩ mà nó thấy rằng là nó tương đồng. Từ đây thì chúng ta có thể đọc bốn cái dữ kiện mà nó đưa ra này, xem cái dữ kiện nào nó khớp nhất với cái hình tượng mà chúng ta đang
có ở đây, các bạn có thể tra ở trên Google nhá. Thì bây giờ các bạn có thể vào một cái file Word đi. Đó, các bạn mở một cái file Word ra. Để làm gì ạ? Để chúng ta copy, chúng ta paste thử nó vào đây nhá. Để chúng ta xem là chúng ta thử tinh chỉnh xem cái prompt này nó có cần phải thêm bớt gì không. Đó, nó đưa thêm một vài những cái dữ kiện về họa sĩ ở đây, nhưng mình nghĩ rằng nó không có chính xác lắm nên mình sẽ xóa nó đi. Đấy, bây giờ giả sử như các bạn muốn vẽ đúng cái tranh cô gái đó và với đi kèm với một con chó nhỏ đó, một con chó cưng cũng cùng một cái phong cách đó, thì chúng ta sẽ viết thêm cụm từ đó là gì? Riding a cute motorbike with her little puppy. Và mình gõ thêm những cái dòng lệnh kiểm tra chi tiết, ví dụ như là full body để đảm bảo nó vẽ cho chúng ta toàn thân. Và cuối cùng là character sheet. Đây là một cái lệnh rất là hay, một cái keyword rất là hay, và mình sẽ giới thiệu cho các bạn chi tiết hơn. Phần 2 sẽ ra mắt một vài ngày sau đây về Midjourney này. Cái tập về Midjourney mình sẽ chia nó thành 2 tập để các bạn dễ hình dung và nó đỡ bị dài quá các bạn nhé. Thì đây là cái hình mà nó render cho chúng ta này, các bạn thấy chưa? Về kể cả màu sắc, cái cách tả rồi phong cách, các bạn nhìn thấy nó gần như là đạt luôn. Đây là một cái cách rất là hay và mình nghĩ rằng các bạn có thể làm cách này. Đó, thì với cái phong cách này chúng ta có thể vẽ rất là nhiều cùng một cô gái này với nhiều những cái hành động khác nhau, có phải không ạ? Và nó sẽ cho ra chúng ta nhiều những cái sự lựa chọn. Các bạn chỉ cần việc là chọn những cái phong cách nào nó khớp nhất với cái phong cách mà các bạn đang định tiếp cận mà thôi. Bây giờ chúng ta sẽ sang một cái bài toán tiếp theo, nó khó hơn một chút nữa. Đó là chúng ta chỉ có thứ duy nhất, đó là cái ý tưởng mà chúng ta muốn vẽ. Ý tưởng rất là hạn hẹp. Ví dụ như chúng ta đang muốn vẽ một cái cảnh về Việt Nam, nhưng mà chúng ta là người nước ngoài chẳng hạn, chúng ta không có bất cứ một cái dữ kiện gì về những cái phong cảnh, xem là những cái nơi nào là nơi đáng chú ý của Việt Nam chẳng hạn. Ví dụ như là mình là một người Mỹ, mình muốn tìm hiểu về vẽ một cái bức tranh về Việt Nam. Ví dụ như trong trường hợp này, mình sẽ hỏi nó là hãy liệt kê ra 5 cái địa điểm mà thu hút khách du lịch nổi tiếng ở Việt Nam, và hãy tạo ra một cái prompt nào đó để vẽ ra cái địa điểm đấy và nhìn nó đẹp và nó ra đúng cái chất của manga luôn. Thì mình sẽ nó sẽ cho mình trả về 5 cái dữ kiện là 5 cái địa điểm khác nhau. Ví dụ như mình đang chọn là Hạ Long Bay ở đây, là Vịnh Hạ Long nhá. Rồi chúng ta tiếp tục với Hội An Ancient Town, có nghĩa là phố cổ Hội An, Phong Nha Kẻ Bàng nữa. Đó, Sapa thì đây là có nghĩa là cái ruộng bậc thang của Sapa đó. Thì từ đây các bạn sẽ thấy rằng đợi nó render một chút và các bạn sẽ thu về cái kết quả. Boom! Như vậy là cái cách này là cái cách mà mình nghĩ rằng là khi mà chúng ta rất là nghèo nàn về ý tưởng và chúng ta muốn có thêm cái góc nhìn về ý tưởng ấy, thì con AI tiếp theo đó là ChatGPT, nó sẽ hỗ trợ chúng ta trong ví dụ thực tế, ví dụ như là mình đang làm cho khách hàng và rất là bí ý tưởng. Ví dụ như chúng ta vẽ một cái cho một ông khách hàng người Nhật đi, thì chúng ta không biết những cái biểu tượng của văn hóa Nhật Bản là gì, ngoài những thứ rất là nổi tiếng như là sushi hoặc là núi Phú Sĩ chẳng hạn, thì nó có nhiều hơn những cái đặc điểm văn hóa mà mình không thể biết được. Thì thay vì tìm Google và chúng ta chọn lọc nhiều những cái thông tin ấy, thì mình thử hỏi ChatGPT thì nó sẽ cho ra cái kết quả rất là đáng kinh ngạc. Rồi, và về cái kỹ thuật để chúng ta có thể kiểm soát được Midjourney cũng như là chúng ta tạo ra những cái câu lệnh prompt nó được powerful, nó được hiệu quả hơn ấy, thì mình nghĩ rằng cái phạm vi trong vòng một tập ấy rất là khó để có thể giải thích hết. Nên là mình sẽ quyết định làm thêm một tập nữa nói về cái con AI Midjourney này trong một vài ngày sắp tới và chia sẻ cho cộng đồng. Trong tập tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách để chúng ta có thể tạo ra cái phong cách ổn định của một cái nhân vật mà chúng ta muốn vẽ. Ví dụ như chúng ta muốn vẽ nó đứng, ngồi, nằm, rồi có thể nhiều những cái thế võ thuật khác nhau trên cùng một cái nhân vật, thì chúng ta làm như thế nào. Và đặc biệt là một cái mẹo rất là hay giúp cho các bạn có thể chuyển một nhân vật. Đây các bạn nhìn thấy, ví dụ như là nhân vật Rose của Blackpink. Thì nếu như các bạn muốn biết cái cách làm ấy, thì các bạn sẽ chờ mong cái tập tiếp theo nói về Midjourney ở trong series gia tăng thu nhập về AI của mình nhé. Nếu như các bạn xem đến đây và thấy rằng nội dung của video là hữu ích, thì đừng quên bớt chút thời gian chúng ta ấn vào cái nút like phía dưới, comment một điều gì đó về những cái trải nghiệm của bạn về Midjourney chẳng hạn. Mình sẽ đọc và trả lời, chúng ta sẽ cùng với nhau xây dựng cái cộng đồng sử dụng AI. Đặc biệt là cho những người làm về designers. Đừng quên là ấn vào cái nút subscribe phía dưới, bật vào cái nút chuông để không bỏ lỡ những cái tập tiếp theo trong cái series mà mình rất là tâm huyết chia sẻ cho cộng đồng này. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong tập tiếp theo của loạt video nói về AI.